Ngày xưa, ở quần đảo Tuamotu, có tộc trưởng Puna là thủ lĩnh của bộ tộc Oahu. Chàng là chồng của nữ thần Homea. Sóng biển này quá nhỏ, không đủ để cho ta lướt sóng rồi. Đúng vậy, hay là chúng ta tìm nơi khác có sóng to hơn đi, tù trưởng Puna. Được thôi, chúng ta không chắc vùng biển này có sóng to. Chúng ta hãy rong thuyền, đi tới bãi biển khác xem sao. Chúng ta đi thôi, tù trưởng. Hôm nay, khắp nơi trên hòn đảo này, chẳng có nơi nào có sóng lớn cho các người lướt sóng đâu. Hỡi những chàng trai ạ. Cô gái xinh đẹp, nàng tên là gì? Sao ta chưa từng thấy nàng trên đảo trước đây? Ta là Kiha Wahine. Ta sống trên một hòn đảo giữa biển khơi. Hôm nay chỉ muốn đến đây dạo chơi thôi. Thật không ngờ lại gặp được tù trưởng Puna ở nơi này. Nàng biết ta sao? Danh tiếng của tù trưởng lừng lẫy khắp nơi. Chàng là anh hùng với sức mạnh và lòng can đảm đáng ngưỡng mộ. Có ai mà không biết tới chàng chứ? Nếu chàng muốn lướt sóng, thì ta có thể đưa chàng tới một bãi biển tuyệt đẹp, nơi mà những con sóng ở đó có thể giúp chàng lướt băng băng trên mặt nước. Thật vậy sao? Nếu chàng muốn tới đó thì có thể lên thuyền, ta đưa chàng đi. Được thôi, ta rất muốn xem bãi biển nàng nói có thật sự là tuyệt đẹp hay không. Thật tiếc là con thuyền này chỉ đủ chỗ cho hai người chúng ta. Những người khác đành phải quay về. Ta lại thấy điều này là tốt đó chứ. Chỉ có hai chúng ta, chẳng phải càng dễ để ta và chàng trò chuyện hơn sao? Được trò chuyện cùng với cô gái xinh đẹp như nàng quả là vinh hạnh cho ta. Nhưng hòn đảo nàng nói có còn xa nữa không? Con thuyền nhỏ này liệu có chịu được sức mạnh của những cơn sóng lớn ở đó hay không? Chàng đừng lo, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ thôi. Đây là... Chúng ta đến đây bằng cách nào vậy? Ta đã dùng phép thuật để đưa chàng tới đây đó. Đây là hòn đảo của ta. Hòn đảo của nàng sao? Nàng biết phép thuật nữa à? Ta có biết đôi chút phép biến hóa đơn giản thôi. Chàng không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Nàng không phải là một người bình thường. Người bình thường sao có thể biết phép thuật được chứ? Ta đúng là không phải người bình thường. Nhưng có một điều là ta đã dành tình cảm cho chàng từ lâu rồi, Puna ạ. Dành tình cảm cho ta sao? Ta và nàng chưa từng gặp nhau. Sao nàng có thể dành tình cảm cho ta được? Tuy chàng chưa gặp ta, nhưng ta biết chàng rất rõ. Ta muốn được ở bên chàng, làm vợ của chàng. Chàng đồng ý nhé. Bấy lâu nay ta sống một mình, thật là cô đơn. Chuyện này tuyệt đối không được. Ta đã có gia đình, vợ ta là nữ thần Homea. Chàng hãy quên cô ta đi. Sau này chàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa đâu. Ta không muốn ở lại đây nữa. Ta sẽ lên con thuyền nhỏ kia để trở về. Chàng nghĩ ta sẽ để cho chàng rời khỏi nơi này ư? Nàng làm gì vậy? Không còn thuyền, để ta xem chàng làm sao rời khỏi hòn đảo này. Tốt nhất là chàng hãy đồng ý với yêu cầu trở thành chồng của ta. Ta sẽ đối xử với chàng thật tốt. Nhưng ta đã có vợ. Ta không quan tâm. Thời khắc này đây, chàng ở trên đảo này của ta, thì những người khác đều không còn liên quan đến chàng được nữa. Nhưng ta không yêu nàng. Để ta đưa chàng đi xem một thứ. Đây là những con rắn cực độc mà ta nuôi đã lâu. Một tù trưởng dũng mãnh như chàng có thể chống chọi được bao lâu nếu bị ném xuống đó? Nàng muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn chàng làm chồng của ta. Chàng không thể chống lại được sức mạnh của ta và sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này được đâu. Cũng không có ai biết chàng đang ở trên đảo của ta. Nên cho dù vợ chàng là nữ thần Homea đi nữa thì cũng sẽ không tìm được chàng. Giờ phải xem chàng chọn lựa thế nào thôi. Chỉ cần chàng đồng ý làm chồng ta, hai ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bằng không, ta sẽ ném chàng xuống hố làm bạn với lũ rắn kia. Nào, cạn ly. Hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm chúng ta chính thức thành vợ chồng. Có một vài nguyên tắc ta cần nói rõ. Thứ nhất,
chàng không được phép ra khỏi hang động này. Thứ hai, không được làm trái lời ta. Không được ra khỏi hang động sao? Ta biết chàng chưa thật lòng muốn ở bên ta, cho nên ta chưa thể cho chàng tự do ra bên ngoài được. Nếu chàng tự ý rời đi, ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận. Chàng còn chưa biết ta có những sức mạnh gì đâu. Vậy nên chàng tuyệt đối đừng làm ta giận đấy nhé. Một thời gian sau, chàng nhìn gì mà thất thần vậy? Đã lâu rồi ta không được ra ngoài. Ở trong hang động lâu ngày, ta thấy ngột ngạt và bí bách quá. Chàng muốn ra ngoài sao? Thật lòng ta rất muốn được nhìn ngắm biển và tận hưởng những cơn gió mát ngoài kia. Nàng có thể cho ta ra ngoài một chút được không? Cho chàng ra ngoài ư? Nhỡ chàng sẽ bỏ đi đâu mất thì sao? Nàng thấy đấy, giữa đảo Quan Du này ta còn biết đi đâu được chứ. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của nàng hết mà. Cũng phải, dù sao thì chàng cũng không thể rời khỏi hòn đảo này được. Ta cũng không nỡ để chàng phải ở trong hang động này mãi. Chàng ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Vậy ta sẽ đi dạo ngoài bờ biển một lát, sẽ trở về. Khi nào về, chàng nhớ lên tiếng để ta biết nhé. Đừng lặng lẽ đi vào mà khiến ta giật mình đấy. Ta ghét nhất là người khác làm ta giật mình. Ta sẽ làm như vậy. Biển đẹp quá, những con sóng cũng thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là ta lại đang bị nhốt ở đảo này, không có cách nào trốn thoát. Chẳng lẽ ta sẽ mãi mãi bị Kihawahine giam cầm tại đây sao? Người kia chẳng phải là tộc trưởng Buna của Oahu sao? Mình đã từng nhìn thấy anh ta khi đến đảo Tuamotu. Nghe nói anh ta bỗng dưng mất tích. Vợ anh ta là nữ thần Haumea, đã tìm kiếm anh ta khắp nơi mà không thấy. Sao anh ta lại ở đây thế này? Tộc trưởng Buna. Anh biết tôi sao? Biết chứ, anh là tù trưởng Buna nổi tiếng mà. Tôi là Hinole. Thật không ngờ tôi có thể gặp anh tại đây. Nhưng tôi nghe nói tộc trưởng Buna bỗng dưng mất tích. Thì ra anh đến hòn đảo này sao? Chuyện dài lắm. Không phải là tôi đến đây, mà là tôi bị bắt tới đây và bị giam cầm trong một hang động trên đảo. Bị bắt sao? Là ai đã bắt anh? Cô ấy tên là Kihawahine. Cô ấy có phép thuật. Kihawahine sao? Không giấu gì anh, tôi chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ấy. Anh là... Anh đừng hiểu lầm. Tuy tôi là anh trai của cô ta, nhưng thật ra tôi và Kihawahine nhiều nước với lửa. Tôi tuy có cùng dòng máu với cô ta, nhưng lại chỉ biết được chút ít phép thuật không đáng kể, nên thua kém rất nhiều so với sức mạnh của cô ta. Anh bị cô ta bắt và không thể thoát được cô ta cũng đúng thôi. Cô ta sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy? Có lẽ anh vẫn chưa biết cô ta không phải người bình thường, mà chính là nữ thần rồng. Nữ thần rồng sao? Cô ta chỉ là ẩn thân trong hình hài xinh đẹp vậy thôi chứ. Thực chất cô ta là một con rồng lớn có khả năng ghê gớm đấy. Chính vì là rồng nên cô ta không thích sống trong những căn nhà như những người bình thường, mà thích sống trong hang động. Không ngờ cô ta lại là rồng sao? Tôi chưa bao giờ thấy hình dạng thật của cô ta. Cô ta luôn xuất hiện thật xinh đẹp. Nếu anh muốn nhìn thấy hình dạng thật của cô ta thì cũng dễ thôi. Có phải khi anh ra ngoài, cô ta đã dặn anh khi trở về phải lớn tiếng nói gì đó không? Chuyện này anh cũng biết sao? Tôi là anh trai của Kihawahine mà. Lát nữa trở về, anh hãy nhẹ nhàng bước vào hang, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Anh sẽ thấy được hình dạng thực sự của Kihawahine. Tôi không muốn sống với cô ta. Hinole, hãy giúp tôi. Kihawahine rất mạnh. Muốn thoát khỏi cô ta, cần phải có thời gian đủ lâu để chạy thật xa, không để cô ta bắt kịp. Điều này gần như không thể, vì cô ta luôn luôn theo sát bên tôi. Tôi đã có cách. Làm như vậy liệu có ổn không? Chỉ có cách này mới cứu được anh thôi. Tôi sẽ giúp anh để một chiếc thuyền nhỏ ở ven bờ biển. Anh hãy dùng nó để rời khỏi đây. Khi lên thuyền, anh hãy đi về hướng bắc. Đó là hướng của đảo núi lửa của nữ thần Bele. Chỉ có đến đó và tìm được nơi trú ẩn thì anh mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kihawahine mà thôi. Cảm ơn anh Hinole. Đừng khách sáo. Chỉ là tôi vốn không ưa thói hóng hách của đứa em gái Kihawahine này. Hơn nữa, tôi cũng không thể đứng nhìn tù trưởng Puna nổi danh bị giam hãm, kiểm soát. Anh không nên bị như vậy. Thôi, anh hãy mau trở về đi. Nếu anh ra ngoài lâu, Kihawahine sẽ sinh nghi đó. Ta không thể gây ra tiếng động được. Ta muốn xem
Kihawahine trong hình hài của rồng rốt cuộc trông đáng sợ đến thế nào. Hinole nói đều là sự thật. Kihawahine thực sự quá gớm ghiếc. Ta đã sống với một con rồng suốt mấy tháng nay mà không hề hay biết. Ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Kihawahine, ta đã về rồi đây. Nàng ơi, thời tiết hôm nay thật tuyệt. Được hít thà không khí biển cả khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Trông chàng hào hứng chưa kìa. Từ khi ở cùng ta, chưa bao giờ chàng vui vẻ đến thế. Từ giờ, chàng có thể ra ngoài bất cứ khi nào chàng thích. Thật vậy sao? Vậy thì hay quá. Chàng sao thế này? Sao đột nhiên lại đổ bệnh vậy? Đã mấy ngày rồi, chàng vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Không phải tự nhiên đâu. Ta giống có bệnh từ nhỏ. Cứ cách một thời gian sẽ lại phát bệnh. Nhưng lúc thế này, ta phải uống nước thần, lấy từ dòng nước nhỏ trên núi tuyết mới có thể khỏe lại. Trước đây đều có người đi lấy nước về cho ta. Bây giờ biết phải làm sao đây? Nước trên núi tuyết ư? Nơi đó cách đây rất xa. Đúng vậy. Nhưng nếu như không được uống thứ nước đó thì ta sẽ không thể nào khỏi được, và có thể sẽ mất mạng. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi được, ta sẽ tới đó lấy nước về cho chàng. Đó là dòng nước có trong một hang động lớn. Nó được chảy xuống từ một vách đá trong hang động trên núi tuyết của hòn đảo phía bắc. Nàng hãy lấy đầy bình nước này về cho ta nhé. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng về sớm. Chàng phải cố chịu đựng chờ ta về đó nhé. Chiếc bình này tuy nhỏ nhưng có khả năng hút nước, sẽ cần nhiều thời gian để có thể làm nó đầy nước. Nàng hãy chú ý nhé. Được rồi, chỉ là một bình nước thôi mà. Chẳng lẽ ta lại không lấy được đầy bình cho chàng sao? Thời cơ đến rồi. Con thuyền nhỏ Hinole đã chuẩn bị cho ta đây rồi. Mình phải nhanh lên mới được. Khi Hawahine mà biết chuyện, chắc chắn sẽ đuổi theo. Mình phải tìm được nơi trú ẩn để nàng ta không tìm thấy. Cuối cùng cũng đến nơi. Nếu ta không phải nữ thần rồng có phép thuật thì khó có thể đến đây nhanh như vậy. Hang núi mà chồng ta nói đang ở đâu được chứ? Liệu có phải là hang đá này không? Đây rồi, dòng nước chảy xuống từ một vách đá dựng đứng trong hang động, đúng như Puna nói. Vậy là ta lấy được nước rồi, phải mau chóng trở về cho Puna uống mới được. Ôi, nước trong bình biến đâu cả rồi? Sao bình lại trống trơn thế này? Phải rồi, Puna đã nói chiếc bình này có thể hút nước. Có lẽ là số nước khi nãy đã bị chiếc bình hút sạch rồi. Lần này ta sẽ để chiếc bình hút đủ nước rồi mới trở ra. Sao lại thế? Rõ ràng là ta đã để chiếc bình dưới dòng nước rất lâu để nó có thể hút nước rồi cơ mà. Vậy mà vẫn chưa đủ sao? Chiếc bình này sao lại giống bình không đáy thế chứ? Chiếc bình quái quỷ hút cho đủ nước đi, rồi để ta lấy một bình nước đầy về. Lần này thì hút đủ nước rồi chứ. Chuyện này là sao? Chiếc bình này bị thủng đáy ư? Ta đã giữ nó rất cẩn thận, làm sao lại bị thủng được chứ? Chỉ có một khả năng là chiếc bình này bị thủng từ trước. Chẳng nhẽ là do Puna làm sao? Sao chàng ấy lại làm vậy? Không lẽ là vì... Kìa, chắc chắn là đảo núi lửa mà Hinole nói rồi. Ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn trước khi Kihawahine trở về và phát hiện ra mọi việc. Puna! Puna! Chàng đâu rồi? Puna! Ta đối với người tốt như vậy mà ngươi lại dám lừa gạt ta, hòng trốn khỏi nơi này. Đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Được lắm Puna, ngươi đã tìm đến hòn đảo núi lửa đó à? Để ta xem kẻ nào có thể bảo vệ ngươi trước sự tấn công của ta. Tới nơi rồi, ta phải tìm chỗ trốn thôi. Khi Hawahine có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Kẻ nào to gan dám xâm nhập lên đảo của ta? Tôi tộc trưởng Puna. Cô là nữ thần Bê Lê? Đúng vậy. Sao anh lại ở đây? Ta nghe nói anh đã mất tích một thời gian dài. Nữ thần Homia đã tìm anh khắp nơi mà không thấy. Thật vậy sao? Vợ tôi đã đi tìm tôi khắp nơi sao? Chắc là cô ấy đã lo cho tôi lắm.
Rốt cuộc thì tại sao anh lại biến mất suốt thời gian qua? Và vì sao bây giờ lại xuất hiện trên đảo núi lửa này của ta? Tôi đã bị Kihawahine bắt cóc. Kihawahine ư? Là nữ thần rồng Kihawahine sao? Đúng vậy, cô ta đã giam tôi trong hang động trên hòn đảo của mình. Tôi đã phải vất vả lắm mới thoát được ra đến đây. Bây giờ có lẽ cô ta đang tìm kiếm tôi khắp nơi. Nếu tôi bị bắt lại thì chắc chắn cô ta sẽ giết tôi mất. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Thì ra là anh bị bắt và giam hãm trên đảo của Kihawahine. Chẳng trách mà nữ thần Homia tìm anh khắp nơi cũng không thấy. Kihawahine có khả năng nhìn thấy mọi chuyện trên đời. Cô ta sẽ sớm phát hiện ra anh đang ở đây thôi. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Tôi không thể đấu lại cô ta, nhưng tôi không muốn phải sống chung với con rồng gớm ghiếc đó. Nếu cô ta bắt được tôi, chắc chắn sẽ giết tôi mất. Yên tâm đi tù trưởng Puna, nữ thần Homia và tôi quen biết đã lâu. Nay anh gặp nạn, tôi nhất định sẽ tương trợ. Tôi sẽ giúp anh đối phó với Kihawahine. Cô định sẽ đối phó với tôi thế nào đây, Pele? Ta đối với người tốt như vậy mà ngươi dám lừa gạt ta để bỏ trốn tới đây. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Kihawahine, đây là đảo núi lửa của ta, không phải nơi cô có thể lộng hành. Ta nhất định phải đưa gã chồng bội bạc này về. Cho dù là nữ thần núi lửa như cô cũng đừng hòng ngăn cản. Ai là chồng cô chứ? Puna đã kết hôn với nữ thần Homea. Rõ ràng là cô cướp chồng của người khác. Những thứ ta muốn thì nhất định phải là của ta. Tù trưởng Puna nổi tiếng dũng mãnh, rơi vào tay ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Thê Lê, ta khuyên cô không nên xía vào chuyện của người khác. Nơi này là đảo của ta, không ai có thể tùy ý đến đây làm loạn. Ta sẽ không để cô đưa tù trưởng Puna đi nữa đâu. Xem ra ta phải dạy cho cô một bài học mới được. Ôi không, cô ta thật đáng sợ. Anh đừng lo, đã có tôi ở đây, cô ta sẽ không thể làm hại anh đâu. Anh hãy tìm chỗ lánh đi. Thế nào, ngọn lửa của ta đã khiến cô tỉnh táo hơn chưa? Ta không đánh lại thì cô lại dám khinh thường nữ thần núi lửa ta đây. Cô tưởng ta sẽ sợ ngọn lửa cỏn con đó của cô ư? Ta sẽ cho cô biết sức mạnh của dung nham núi lửa. Để ta xem cô có thể chống đỡ được bao lâu. Nữ thần núi lửa Pele, xin hãy tha cho tôi. Từ nay hãy bỏ cái thói hung hăng hống hách của cô đi. Vết thương này chính là cái giá cô phải trả cho hành động của mình. Nhờ có nữ thần núi lửa Pele đánh bại được nữ thần rồng Kihawahine, chàng tù trưởng Puna đã được giải thoát và trở về sống hạnh phúc bên vợ là nữ thần Homea. Câu chuyện về tội nghiệp sát sinh. Bao giờ thì được sang sông đây bác lái đò ơi? Chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm, cứ đứng mãi thế này từ sáng đến giờ rồi. Làm ơn cho thuyền nhanh xuất phát đi ạ. Còn tôi ốm nặng, cần phải đến thầy lang gấp. Phải đó, mau mau cho thuyền đi đi. Ông làm cái quái gì mà lâu vậy chứ hả? Mọi người bình tĩnh nào, chắc bác lái đò đang gặp công chuyện gì đó. Chẳng lẽ chúng tôi lại không bận việc riêng à? Tôi còn phải đi lên tỉnh gấp để gặp thầy học của mình. Xin mọi người thông cảm, tôi đang sửa lại cái gián thuyền bị thủng để qua sông cho an toàn. Tôi đang cố, các vị chờ một lát. Khách thì nhiều mà có độc một cái thuyền, tốn thời gian ở đây quá đi thôi. Đã xong rồi đây, mời các hành khách lên thuyền. Trời đất ơi, thuyền đầy rồi. Còn một số khách không đủ chỗ chuyến này, xin đợi một lát để đi chuyến sau. Còn mọi người trên thuyền xin ổn định, tôi bắt đầu khởi hành. Thôi, ai có công chuyện gấp thì đi đi, tôi chẳng muốn đi nữa. Thật là
Sao lại bức xúc như thế cậu tu tài trẻ? Nãy không phải là cậu rất nóng lòng muốn sang sông sao? Tôi khá là bất bình. Nếu ai cũng vì chút công việc riêng của mình mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống những sinh linh tội nghiệp này thì thật sự có đáng không đây? Ý cậu muốn nói là gì? Đây, ngài thử nói xem, tội này là của ai? Là những vị khách đi thuyền hay là người chèo thuyền? Vậy tương lai tội nghiệp sát sinh này sẽ giáng xuống người chèo thuyền hay những người khách đi thuyền chứ? Sao vậy? Cậu tú tài kia nói gì vậy? Những con tôm cua ốc bé tí teo kia chết mà cũng phải quy tội do ai ư? Chuyện này xảy ra như cơm bữa, ngày nào thuyền chả cập bến rồi rời đi, sao mà tránh được? Thì ra chuyện chỉ có vậy thôi à? Tôi lại cứ tưởng điều gì hệ trọng lắm. Chỉ có vậy là sao? Ngài cũng là một nhà ẩn sĩ. Nếu tôi đoán không lầm, theo trang phục ngài đang mặc trên người, hoặc chí ít cũng là một trí thức có hiểu biết, trông thấy cảnh tượng này không khiến ngài động lòng sao? Chàng trai trẻ, nôm cậu có vẻ cũng là người hay chữ, đọc sách, mà trước giờ cậu luôn nhìn nhận mọi chuyện theo bề nổi và thiển cận như vậy sao? Ngài nói thế là nghĩa gì chứ? Tôi là người học rộng hiểu nhiều, thông tường mọi chuyện, và đặc biệt là có lòng bác ái với vạn vật. Nhìn thấy chuyện bất bình này, là một người có tâm sẽ không thể không phẫn nộ. Tự nhận mình là một người giàu lòng nhân ái, nên cậu cho rằng sự việc kia bắt buộc phải quy về là tội lỗi của một ai đó, đúng không? Đúng vậy. Mọi sự vật sự việc trên cõi đời này đều có nguyên do của nó, chuyện này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hiện tại tôi chưa có câu trả lời ai sẽ gánh cái nghiệp sát sinh nặng nề thế này. Tôi nghĩ cậu không cần mất công sức và thời gian suy nghĩ đâu, vì tôi đã biết câu trả lời. Vậy sao? Ông thực sự biết chứ? Đó là người chèo thuyền hay những người đi thuyền? Không phải là người chèo thuyền. Vậy chắc chắn là những vị khách đi thuyền rồi. Cũng không phải họ. Những vị khách đó không nên là nguyên do trong chuyện này. Thế thì là cả hai sao? Cả hai đối tượng này đều tác động vật lý lên những sinh vật nhỏ bé kia. Rất tiếc, đó không phải là câu trả lời. Ngài đang giỡn với tôi đúng không? Vậy thì là ai mới được chứ? Lỗi này không nằm ở ai hết. Chỉ có cậu là kẻ nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác mà thôi, cậu tú tài trẻ à. Ngài nói thế là ý như thế nào? Tôi chỉ đang nói lên những bất bình của mình thôi. Hơn nữa, sâu xa hơn là đòi quyền lợi cho những sinh vật nhỏ bé kia. Cậu nghe này, vị ẩn sĩ, ngài nói rõ hơn đi. Sao đó lại là do tôi? Đơn giản thôi, bởi vì cậu xen vào việc của người khác. Người chèo thuyền là vì để chở những người khách sang sông, chứ trong lòng không hề có ý nghĩ sát sinh. Những vị khách đi thuyền kia chẳng qua cũng chỉ là muốn sang sông để làm việc, họ cũng không có ác niệm sát sinh. Cái tâm không cố ý sát sinh của họ giống như một khoảng trời xanh vậy, cho dù mây trắng mây đen bay lượn che lấp nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến sắc trời trong xanh vốn có của nó được. Thì ra là vậy. Tội nghiệp của con người là do tâm tạo ra, cho nên một người nếu chỉ nhìn bề mặt mà phán xét thì phải trái đúng sai một cách hồ đồ ngông cuồng thì cũng bằng với việc tự chuốc thêm phiền não cho mình mà thôi. Cũng phải đấy nhỉ, sống nửa thế kỷ rồi mà đến nay tôi mới nghiệm ra cái lý lẽ này. Dạ thưa, tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi thật đúng là nông cạn. Những điều ngài nói tôi sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn ngài rất nhiều đã giúp cho tôi và mọi người hiểu ra. Ngẫm lại, chẳng phải trong cuộc sống cũng có không ít người giống như vị tú tài kia, thường xuyên thích bình luận, phán xét thiện ác, tốt xấu của người khác, trong khi chưa hiểu rõ điều gì. Họ không biết rằng chính việc thị phi ấy đã khiến cả tâm và thân của mình bị mệt mỏi, mất tự do, tự tại rồi. Ngày xưa, ở quần đảo Tuamotu, có tộc trưởng Puna là thủ lĩnh của bộ tộc Oahu. Chàng là chồng của nữ thần Homea. Sóng biển này quá nhỏ,
không đủ để cho ta lướt sóng rồi. Đúng vậy, hay là chúng ta tìm nơi khác có sóng to hơn đi, tù trưởng Buna. Được thôi, chúng ta không chắc vùng biển này có sóng to. Chúng ta hãy rong thuyền đi tới bãi biển khác xem sao. Chúng ta đi thôi, tù trưởng. Hôm nay khắp nơi trên hòn đảo này chẳng có nơi nào có sóng lớn cho các người lướt sóng đâu. Hỡi những chàng trai ạ. Cô gái xinh đẹp, nàng tên là gì? Sao ta chưa từng thấy nàng trên đảo trước đây? Ta là Kiha Wahine. Ta sống trên một hòn đảo giữa biển khơi. Hôm nay chỉ muốn đến đây dạo chơi thôi. Thật không ngờ lại gặp được tù trưởng Puna ở nơi này. Nàng biết ta sao? Danh tiếng của tù trưởng lừng lẫy khắp nơi. Chàng là anh hùng với sức mạnh và lòng can đảm đáng ngưỡng mộ. Có ai mà không biết tới chàng chứ? Nếu chàng muốn lướt sóng thì ta có thể đưa chàng tới một bãi biển tuyệt đẹp, nơi mà những con sóng ở đó có thể giúp chàng lướt băng băng trên mặt nước. Thật vậy sao? Nếu chàng muốn tới đó thì có thể lên thuyền, ta đưa chàng đi. Được thôi, ta rất muốn xem bãi biển nàng nói có thật sự là tuyệt đẹp hay không. Thật tiếc là con thuyền này chỉ đủ chỗ cho hai người chúng ta, những người khác đành phải quay về. Ta lại thấy điều này là tốt đó chứ. Chỉ có hai chúng ta, chẳng phải càng dễ để ta và chàng trò chuyện hơn sao? Được trò chuyện cùng với cô gái xinh đẹp như nàng quả là vinh hạnh cho ta. Nhưng hòn đảo nàng nói có còn xa nữa không? Con thuyền nhỏ này liệu có chịu được sức mạnh của những cơn sóng lớn ở đó hay không? Chàng đừng lo, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ thôi. Đây là... Chúng ta đến đây bằng cách nào vậy? Ta đã dùng phép thuật để đưa chàng tới đây đó. Đây là hòn đảo của ta. Hòn đảo của nàng sao? Nàng biết phép thuật nữa à? Ta có biết đôi chút phép biến hóa đơn giản thôi. Chàng không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Nàng không phải là một người bình thường. Người bình thường sao có thể biết phép thuật được chứ? Ta đúng là không phải người bình thường. Nhưng có một điều là ta đã dành tình cảm cho chàng từ lâu rồi, Puna ạ. Dành tình cảm cho ta sao? Ta và nàng chưa từng gặp nhau. Sao nàng có thể dành tình cảm cho ta được? Tuy chàng chưa gặp ta, nhưng ta biết chàng rất rõ. Ta muốn được ở bên chàng, làm vợ của chàng. Chàng đồng ý nhé. Bấy lâu nay ta sống một mình, thật là cô đơn. Chuyện này tuyệt đối không được. Ta đã có gia đình, vợ ta là nữ thần Humea. Chàng hãy quên cô ta đi. Sau này chàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa đâu. Ta không muốn ở lại đây nữa. Ta sẽ lên con thuyền nhỏ kia để trở về. Chàng nghĩ ta sẽ để cho chàng rời khỏi nơi này ư? Nàng làm gì vậy? Không còn thuyền, để ta xem chàng làm sao rời khỏi hòn đảo này. Tốt nhất là chàng hãy đồng ý với yêu cầu trở thành chồng của ta. Ta sẽ đối xử với chàng thật tốt. Nhưng ta đã có vợ. Ta không quan tâm. Thời khắc này đây, chàng ở trên đảo này của ta, thì những người khác đều không còn liên quan đến chàng được nữa. Nhưng ta không yêu nàng. Để ta đưa chàng đi xem một thứ. Đây là những con rắn cực độc mà ta nuôi đã lâu. Một tù trưởng dũng mãnh như chàng có thể chống chọi được bao lâu nếu bị ném xuống đó? Nàng muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn chàng làm chồng của ta. Chàng không thể chống lại được sức mạnh của ta và sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này được đâu. Cũng không có ai biết chàng đang ở trên đảo của ta. Nên cho dù vợ chàng là nữ thần Homea đi nữa thì cũng sẽ không tìm được chàng. Giờ phải xem chàng chọn lựa thế nào thôi. Chỉ cần chàng đồng ý làm chồng ta, hai ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bằng không, ta sẽ ném chàng xuống hố làm bạn với lũ rắn kia. Nào, cạn ly. Hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm chúng ta chính thức thành vợ chồng. Có một vài nguyên tắc ta cần nói rõ. Thứ nhất, chàng không được phép ra khỏi hang động này. Thứ hai, không được làm trái lời ta. Không được ra khỏi hang động sao? Ta biết chàng chưa thật lòng muốn ở bên ta, cho nên
ta chưa thể cho chàng tự do ra bên ngoài được. Nếu chàng tự ý rời đi, ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận. Chàng còn chưa biết ta có những sức mạnh gì đâu. Vậy nên chàng tuyệt đối đừng làm ta giận đấy nhé. Một thời gian sau, chàng nhìn gì mà thất thần vậy? Đã lâu rồi ta không được ra ngoài. Ở trong hang động lâu ngày, ta thấy ngột ngạt và bí bách quá. Chàng muốn ra ngoài sao? Thật lòng, ta rất muốn được nhìn ngắm biển và tận hưởng những cơn gió mát ngoài kia. Nàng có thể cho ta ra ngoài một chút được không? Cho chàng ra ngoài ư? Nhỡ chàng sẽ bỏ đi đâu mất thì sao? Nàng thấy đấy, giữa đảo Quan Du này ta còn biết đi đâu được chứ. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của nàng hết mà. Cũng phải. Dù sao thì chàng cũng không thể rời khỏi hòn đảo này được. Ta cũng không nỡ để chàng phải ở trong hang động này mãi. Chàng ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Vậy ta sẽ đi dạo ngoài bờ biển một lát, sẽ trở về. Khi nào về, chàng nhớ lên tiếng để ta biết nhé. Đừng lặng lẽ đi vào mà khiến ta giật mình đấy. Ta ghét nhất là người khác làm ta giật mình. Ta sẽ làm như vậy. Biển đẹp quá, những con sóng cũng thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là ta lại đang bị nhốt ở đảo này, không có cách nào trốn thoát. Chẳng lẽ ta sẽ mãi mãi bị Kihawahine giam cầm tại đây sao? Người kia chẳng phải là tộc trưởng Buna của Oahu sao? Mình đã từng nhìn thấy anh ta khi đến đảo Tuamotu. Nghe nói anh ta bỗng dưng mất tích. Vợ anh ta là nữ thần Haumea, đã tìm kiếm anh ta khắp nơi mà không thấy. Sao anh ta lại ở đây thế này? Tộc trưởng Buna. Anh biết tôi sao? Biết chứ, anh là tù trưởng Buna nổi tiếng mà. Tôi là Hinole. Thật không ngờ tôi có thể gặp anh tại đây. Nhưng tôi nghe nói tộc trưởng Buna bỗng nhiên mất tích. Thì ra anh đến hòn đảo này sao? Chuyện dài lắm. Không phải là tôi đến đây, mà là tôi bị bắt tới đây và bị giam cầm trong một hang động trên đảo. Bị bắt sao? Là ai đã bắt anh? Cô ấy tên là Kihawahine. Cô ấy có phép thuật. Kihawahine sao? Không giấu gì anh, tôi chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ấy. Anh là... Anh đừng hiểu lầm. Tuy tôi là anh trai của cô ta, nhưng thật ra tôi và Kihawahine nhiều nước với lửa. Tôi tuy có cùng dòng máu với cô ta, nhưng lại chỉ biết được chút ít phép thuật không đáng kể, nên thua kém rất nhiều so với sức mạnh của cô ta. Anh bị cô ta bắt và không thể thoát được cô ta cũng đúng thôi. Cô ta sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy? Có lẽ anh vẫn chưa biết cô ta không phải người bình thường, mà chính là nữ thần rồng. Nữ thần rồng sao? Cô ta chỉ là ẩn thân trong hình hài xinh đẹp vậy thôi chứ. Thực chất cô ta là một con rồng lớn có khả năng ghê gớm đấy. Chính vì là rồng nên cô ta không thích sống trong những căn nhà như những người bình thường, mà thích sống trong hang động. Không ngờ cô ta lại là rồng sao? Tôi chưa bao giờ thấy hình dạng thật của cô ta. Cô ta luôn xuất hiện thật xinh đẹp. Nếu anh muốn nhìn thấy hình dạng thật của cô ta thì cũng dễ thôi. Có phải khi anh ra ngoài, cô ta đã dặn anh khi trở về phải lớn tiếng nói gì đó không? Chuyện này anh cũng biết sao? Tôi là anh trai của Kihawahine mà. Lát nữa trở về, anh hãy nhẹ nhàng bước vào hang, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Anh sẽ thấy được hình dạng thực sự của Kihawahine. Tôi không muốn sống với cô ta. Hinole, hãy giúp tôi. Kihawahine rất mạnh, muốn thoát khỏi cô ta cần phải có thời gian đủ lâu để chạy thật xa, không để cô ta bắt kịp. Điều này gần như không thể, vì cô ta luôn luôn theo sát bên tôi. Tôi đã có cách. Làm như vậy liệu có ổn không? Chỉ có cách này mới cứu được anh thôi. Tôi sẽ giúp anh để một chiếc thuyền nhỏ ở ven bờ biển. Anh hãy dùng nó để rời khỏi đây. Khi lên thuyền, anh hãy đi về hướng bắc. Đó là hướng của đảo núi lửa của nữ thần Mele. Chỉ có đến đó và tìm được nơi trú ẩn thì anh mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kihawahine mà thôi. Cảm ơn anh Hinole. Đừng khách sáo. Chỉ là tôi vốn không ưa thói hống hách của đứa em gái Kihawahine này. Hơn nữa, tôi cũng không thể đứng nhìn tù trưởng Puna nổi danh bị giam hãm, kiểm soát. Anh không nên bị như vậy. Thôi, anh hãy mau trở về đi. Nếu anh ra ngoài lâu, Kihawahine sẽ sinh nghi đó. Ta không thể gây ra tiếng động được. Ta muốn xem Kihawahine trong hình hài của rồng rốt cuộc trông đáng sợ đến thế nào. Hinole nói đều là sự thật. Kihawahine thật sự quá gớm ghiếc. Ta đã sống với một con rồng suốt mấy tháng nay,
mà không hề hay biết. Ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Kihawa Hine, ta đã về rồi đây. Nàng ơi, thời tiết hôm nay thật tuyệt. Được hít thà không khí biển cả khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Trông chàng hào hứng chưa kìa. Từ khi ở cùng ta, chưa bao giờ chàng vui vẻ đến thế. Từ giờ, chàng có thể ra ngoài bất cứ khi nào chàng thích. Thật vậy sao? Vậy thì hay quá. Chàng sao thế này? Sao đột nhiên lại đổ bệnh vậy? Đã mấy ngày rồi, chàng vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Không phải tự nhiên đâu. Ta giống có bệnh từ nhỏ. Cứ cách một thời gian sẽ lại phát bệnh. Nhưng lúc thế này, ta phải uống nước thần, lấy từ dòng nước nhỏ trên núi tuyết mới có thể khỏe lại. Trước đây đều có người đi lấy nước về cho ta. Bây giờ biết phải làm sao đây? Nước trên núi tuyết ư? Nơi đó cách đây rất xa. Đúng vậy. Nhưng nếu như không được uống thứ nước đó thì ta sẽ không thể nào khỏi được, và có thể sẽ mất mạng. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi được, ta sẽ tới đó lấy nước về cho chàng. Đó là dòng nước có trong một hang động lớn. Nó được chảy xuống từ một vách đá trong hang động trên núi tuyết của hòn đảo phía bắc. Nàng hãy lấy đầy bình nước này về cho ta nhé. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng về sớm. Chàng phải cố chịu đựng chờ ta về đó nhé. Chiếc bình này tuy nhỏ nhưng có khả năng hút nước, sẽ cần nhiều thời gian để có thể làm nó đầy nước. Nàng hãy chú ý nhé. Được rồi, chỉ là một bình nước thôi mà. Chẳng lẽ ta lại không lấy được đầy bình cho chàng sao? Thời cơ đến rồi. Con thuyền nhỏ Hinole đã chuẩn bị cho ta đây rồi. Mình phải nhanh lên mới được. Kihawa Hine mà biết chuyện chắc chắn sẽ đuổi theo. Mình phải tìm được nơi trú ẩn để nàng ta không tìm thấy. Cuối cùng cũng đến nơi. Nếu ta không phải nữ thần rồng có phép thuật thì khó có thể đến đây nhanh như vậy. Hang núi mà chồng ta nói đang ở đâu được chứ? Liệu có phải là hang đá này không? Đây rồi, dòng nước chảy xuống từ một vách đá dựng đứng trong hang động, đúng như Puna nói. Vậy là ta lấy được nước rồi, phải mau chóng trở về cho Puna uống mới được. Ôi, nước trong bình biến đâu cả rồi? Sao bình lại trống trơn thế này? Phải rồi, Puna đã nói chiếc bình này có thể hút nước. Có lẽ là số nước khi nãy đã bị chiếc bình hút sạch rồi. Lần này ta sẽ để chiếc bình hút đủ nước rồi mới trở ra. Sao lại thế? Rõ ràng là ta đã để chiếc bình dưới dòng nước rất lâu để nó có thể hút nước rồi cơ mà. Vậy mà vẫn chưa đủ sao? Chiếc bình này sao lại giống bình không đáy thế chứ? Chiếc bình quái quỷ hút cho đủ nước đi, rồi để ta lấy một bình nước đầy về. Lần này thì hút đủ nước rồi chứ. Chuyện này là sao? Chiếc bình này bị thủng đáy ư? Ta đã giữ nó rất cẩn thận, làm sao lại bị thủng được chứ? Chỉ có một khả năng là chiếc bình này bị thủng từ trước. Chẳng nhẽ là do Puna làm sao? Sao chàng ấy lại làm vậy? Không lẽ là vì... Kia chắc chắn là đảo núi lửa mà Hinole nói rồi. Ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn trước khi Kihawa Hine trở về và phát hiện ra mọi việc. Puna, Puna, chàng đâu rồi? Puna, ta đối với người tốt như vậy mà ngươi lại dám lừa gạt ta, hòng trốn khỏi nơi này. Đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Được lắm Puna, ngươi đã tìm đến hòn đảo núi lửa đó à? Để ta xem kẻ nào có thể bảo vệ ngươi trước sự tấn công của ta. Tới nơi rồi, ta phải tìm chỗ trốn thôi. Kihawa Hine có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Kẻ nào to gan dám xâm nhập lên đảo của ta? Tôi tộc trưởng Puna. Cô là nữ thần Bê Lê? Đúng vậy. Sao anh lại ở đây? Ta nghe nói anh đã mất tích một thời gian dài. Nữ thần Homia đã tìm anh khắp nơi mà không thấy. Thật vậy sao? Vợ tôi đã đi tìm tôi khắp nơi sao? Chắc là cô ấy đã lo cho tôi lắm. Rốt cuộc thì tại sao anh lại biến mất suốt thời gian qua? Và vì sao bây giờ lại xuất hiện trên đảo núi lửa này của ta? Tôi đã bị Kihawa Hine bắt cóc. Kihawa Hine ư? Là nữ thần rồng Kihawa Hine sao?
Đúng vậy, cô ta đã giam tôi trong hang động. Trên hòn đảo của mình, tôi đã phải vất vả lắm mới thoát được ra đến đây. Bây giờ có lẽ cô ta đang tìm kiếm tôi khắp nơi. Nếu tôi bị bắt lại thì chắc chắn cô ta sẽ giết tôi mất. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Thì ra là anh bị bắt và giam hãm trên đảo của Kihawahine. Chẳng trách mà nữ thần Homea tìm anh khắp nơi cũng không thấy. Kihawahine có khả năng nhìn thấy mọi chuyện trên đời. Cô ta sẽ sớm phát hiện ra anh đang ở đây thôi. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Tôi không thể đấu lại cô ta, nhưng tôi không muốn phải sống chung với con rồng gớm ghiếc đó. Nếu cô ta bắt được tôi, chắc chắn sẽ giết tôi mất. Yên tâm đi tù trưởng Puna, nữ thần Homea và tôi quen biết đã lâu. Nay anh gặp nạn, tôi nhất định sẽ tương trợ. Tôi sẽ giúp anh đối phó với Kihawahine. Cô định sẽ đối phó với tôi thế nào đây, Pele? Ta đối với người tốt như vậy mà ngươi dám lừa gạt ta để bỏ trốn tới đây. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Kihawahine, đây là đảo núi lửa của ta, không phải nơi cô có thể lộng hành. Ta nhất định phải đưa gã chồng bội bạc này về. Cho dù là nữ thần núi lửa như cô cũng đừng hòng ngăn cản. Ai là chồng cô chứ? Puna đã kết hôn với nữ thần Homea. Rõ ràng là cô cướp chồng của người khác. Những thứ ta muốn thì nhất định phải là của ta. Tù trưởng Puna nổi tiếng dũng mãnh, rơi vào tay ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Pele, ta khuyên cô không nên xía vào chuyện của người khác. Nơi này là đảo của ta, không ai có thể tùy ý đến đây làm loạn. Ta sẽ không để cô đưa tù trưởng Puna đi nữa đâu. Xem ra ta phải dạy cho cô một bài học mới được. Ôi không, cô ta thật đáng sợ. Anh đừng lo, đã có tôi ở đây, cô ta sẽ không thể làm hại anh đâu. Anh hãy tìm chỗ lánh đi. Thế nào, ngọn lửa của ta đã khiến cô tỉnh táo hơn chưa? Ta không đánh lại thì cô lại dám khinh thường nữ thần núi lửa ta đây. Cô tưởng ta sẽ sợ ngọn lửa cỏn con đó của cô ư? Ta sẽ cho cô biết sức mạnh của dung nham núi lửa. Để ta xem cô có thể chống đỡ được bao lâu. Nữ thần núi lửa Pele, xin hãy tha cho tôi. Từ nay hãy bỏ cái thói hung hăng hống hách của cô đi. Vết thương này chính là cái giá cô phải trả cho hành động của mình. Nhờ có nữ thần núi lửa Pele đánh bại được nữ thần rồng Kihawahine, chàng tù trưởng Puna đã được giải thoát và trở về sống hạnh phúc bên vợ là nữ thần Homea. Câu chuyện về tội nghiệp sát sinh. Bao giờ thì được sang sông đây bác lái đò ơi? Chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm, cứ đứng mãi thế này từ sáng đến giờ rồi. Làm ơn cho thuyền nhanh xuất phát đi ạ. Còn tôi ốm nặng, cần phải đến thầy lang gấp. Phải đó, mau mau cho thuyền đi đi. Ông làm cái quái gì mà lâu vậy chứ hả? Mọi người bình tĩnh nào, chắc bác lái đò đang gặp công chuyện gì đó. Chẳng lẽ chúng tôi lại không bận việc riêng à? Tôi còn phải đi lên tỉnh gấp để gặp thầy học của mình. Xin mọi người thông cảm, tôi đang sửa lại cái gián thuyền bị thủng để qua sông cho an toàn. Tôi đang cố, các vị chờ một lát. Khách thì nhiều mà có độc một cái thuyền, tốn thời gian ở đây quá đi thôi. Đã xong rồi đây, mời các hành khách lên thuyền. Trời đất ơi, thuyền đầy rồi. Còn một số khách không đủ chỗ chuyến này, xin đợi một lát để đi chuyến sau. Còn mọi người trên thuyền xin ổn định, tôi bắt đầu khởi hành. Thôi, ai có công chuyện gấp thì đi đi, tôi chẳng muốn đi nữa. Thật là, sao lại bức xúc như thế cậu tu tài trẻ? Nãy không phải là cậu rất nóng lòng muốn sang sông sao? Tôi khá là bất bình. Nếu ai cũng vì chút công việc riêng của mình mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống những sinh linh tội nghiệp này thì thật sự có đáng không đây?
Ý cậu muốn nói là gì? Đây, ngài thử nói xem, tội này là của ai? Là những vị khách đi thuyền hay là người chèo thuyền? Vậy tương lai tội nghiệp sát sinh này sẽ giáng xuống người chèo thuyền hay những người khách đi thuyền chứ? Sao vậy? Cậu tú tài kia nói gì vậy? Những con tôm cua ốc bé tí teo kia chết mà cũng phải quy tội do ai ư? Chuyện này xảy ra như cơm bữa, ngày nào thuyền chả cập bến rồi rời đi, sao mà tránh được? Thì ra chuyện chỉ có vậy thôi à? Tôi lại cứ tưởng điều gì hệ trọng lắm. Chỉ có vậy là sao? Ngài cũng là một nhà ẩn sĩ, nếu tôi đoán không lầm, theo trang phục ngài đang mặc trên người, hoặc chí ít cũng là một trí thức có hiểu biết, trông thấy cảnh tượng này không khiến ngài động lòng sao? Chàng trai trẻ, nôm cậu có vẻ cũng là người hay chữ, đọc sách, mà trước giờ cậu luôn nhìn nhận mọi chuyện theo bề nổi và thiển cận như vậy sao? Ngài nói thế là nghĩa gì chứ? Tôi là người học rộng hiểu nhiều, thông tường mọi chuyện, và đặc biệt là có lòng bác ái với vạn vật. Nhìn thấy chuyện bất bình này, là một người có tâm sẽ không thể không phẫn nộ. Tự nhận mình là một người giàu lòng nhân ái, nên cậu cho rằng sự việc kia bắt buộc phải quy về là tội lỗi của một ai đó, đúng không? Đúng vậy. Mọi sự vật sự việc trên cõi đời này đều có nguyên do của nó, chuyện này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hiện tại tôi chưa có câu trả lời, ai sẽ gánh cái nghiệp sát sinh nặng nề thế này? Tôi nghĩ cậu không cần mất công sức và thời gian suy nghĩ đâu, vì tôi đã biết câu trả lời. Vậy sao? Ông thực sự biết chứ? Đó là người chèo thuyền hay những người đi thuyền? Không phải là người chèo thuyền. Vậy chắc chắn là những vị khách đi thuyền rồi. Cũng không phải họ. Những vị khách đó không nên là nguyên do trong chuyện này. Thế thì là cả hai sao? Cả hai đối tượng này đều tác động vật lý lên những sinh vật nhỏ bé kia. Trực tiếp, đó không phải là câu trả lời. Ngài đang giỡn với tôi đúng không? Vậy thì là ai mới được chứ? Lỗi này không nằm ở ai hết. Chỉ có cậu là kẻ nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác mà thôi, cậu tú tài trẻ à. Ngài nói thế là ý như thế nào? Tôi chỉ đang nói lên những bất bình của mình thôi. Hơn nữa, sâu xa hơn là đòi quyền lợi cho những sinh vật nhỏ bé kia. Cậu nghe này, vị ẩn sĩ, ngài nói rõ hơn đi, sao đó lại là do tôi? Đơn giản thôi, bởi vì cậu xen vào việc của người khác. Người chèo thuyền là vì để chở những người khách sang sông, chứ trong lòng không hề có ý nghĩ sát sinh. Những vị khách đi thuyền kia chẳng qua cũng chỉ là muốn sang sông để làm việc, họ cũng không có ác niệm sát sinh. Cái tâm không cố ý sát sinh của họ giống như một khoảng trời xanh vậy, cho dù mây trắng mây đen bay lượn che lấp, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến sắc trời trong xanh vốn có của nó được. Thì ra là vậy sao? Tội nghiệp của con người là do tâm tạo ra, cho nên một người nếu chỉ nhìn bề mặt mà phán xét thì phải trái đúng sai một cách hồ đồ, ngông cuồng, thì cũng bằng với việc tự chuốc thêm phiền não cho mình mà thôi. Cũng phải đấy nhỉ, sống nửa thế kỷ rồi mà đến nay tôi mới nghiệm ra cái lý lẽ này. Dạ thưa, tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi thật đúng là nông cạn. Những điều ngài nói tôi sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn ngài rất nhiều đã giúp cho tôi và mọi người hiểu ra. Ngẫm lại, chẳng phải trong cuộc sống cũng có không ít người giống như vị tú tài kia, thường xuyên thích bình luận, phán xét thiện ác, tốt xấu của người khác, trong khi chưa hiểu rõ điều gì. Họ không biết rằng chính việc thị phi ấy đã khiến cả tâm và thân của mình bị mệt mỏi, mất tự do, tự tại rồi.